Rồi, đang ra hoa đẹp chưa? Hoa tím đẹp long lanh các bạn này. Lan đuôi cáo các bạn nhá. Đó. Lan đuôi chồn thì nó bông nó nhỏ hơn bạn ạ và nó dài hơn. Ủa cái này to thế. Lấy rồi anh, lấy rồi à? Người ở đâu lấy đấy ạ? Người ở Hà Nội. À Hà Nội, bây giờ mày chở ra xe đấy ạ? À? Ôi. Cái này người ta cũng lấy luôn rồi á? Vâng. Ôi. Cái này là mặt có lỗ không à? Cái này mặt không có lỗ này. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay theo lịch hẹn với các bạn mà đã đặt hàng bên mình ấy, thì hôm nay là mình ra khu vực chợ lan rừng cây cảnh này để lấy cho các bạn một số loại cây cảnh và các loại lan rừng ở trên Tây Bắc các bạn nhé. Đó, bây giờ mình đang tiến ra khu vực chợ lan rừng cây cảnh. Ngày hôm nay trời nắng khá là sớm các bạn này. Đó, lúc này đang là mấy giờ rồi nhỉ? Lúc này đang là 7 giờ kém các bạn ạ. Như lần trước ấy thì mình cũng lấy một ít mình gửi cho các bạn rồi. Còn lần này là một chuyến khác các bạn nhá. Đó, xong lúc di chuyển thì mình đang chuẩn bị tiến đến cái khu vực chợ lan rừng cây cảnh các bạn này. Đó, hôm nay là mình khá là nhiều việc các bạn ạ. Đấy, cũng khá là nhiều đồ cho các bạn đấy. Đó, hôm nay thì là cũng khá là nhiều cây các bạn ạ. Này mình thấy là các bác cây đang trưng bày kia rất là nhiều. Đó các bạn thấy chưa, hôm nay là cũng có khá là nhiều những cái lưu gỗ này và gỗ lụa các bạn ạ. Đó như chỗ này là người ta đang lấy một cây rồi các bạn nhá. Ôi cái này to thế. Lấy rồi anh, lấy rồi à? Người ở đâu lấy đấy ạ? Người ở Hà Nội. À Hà Nội, bây giờ mày chở ra xe đấy ạ? À? Ôi, cái này người ta cũng lấy luôn rồi á? Vâng. Ôi, cái này là mặt có lỗ không à? Cái này mặt không có lỗ này. Cái này thì là trước có một bạn trong miền Nam yêu cầu là lu kháo ấy. Như này là mặt thì được rồi, nhưng mà cái dưới gầm này nó phải có lỗ cơ, sâu cơ, nhưng mà con này thì là không có nha, và người ta đã lấy đi rồi. Chỗ này còn có mấy con các bạn này. Con này cũng là lu kháo. Xem đằng sau bạn này, vừa quay phim vừa chọn cho các bạn ấy luôn. Đó, hôm nay là cũng không được các bạn ạ. Có nghĩa là trong một bạn trong Sài Gòn ấy thì là yêu cầu là cái lu kháo các bạn này, mặt thì là sần chùi như này là ok rồi. Đó, mặt như này là ok rồi bạn ạ. Nhưng mà cái đằng sau thì nó cần phải lõm cơ, nhưng mà cái đằng sau cũng lõm. Mặt lu kháo các bạn này, đó có hai con lu kháo. Ôi con này như kiểu là cái bình như nhỉ. Đó, từ từ đã. Quay lúc cái con này cao cao đó. Bây giờ chở ra bên xe hả anh? Ok. Cái này là rổi đấy nhỉ. Đó. Con này quá là ngon các bạn ạ. 2 triệu không? Quả này là quá là ngon, người ta đã lấy mất rồi các bạn nhá. Tiếc quá, không thì mình lấy cho các bạn. Đang có một bạn đặt cái quả này. Đó. Sáng sớm ra người ta đã chở một con đi rồi, còn lại những con như này các bạn này. Đó. Chỗ này còn có mấy con nữa các bạn nhá. Đó. Tranh chủ nó quay luôn á các bạn ạ, xong rồi tí lấy sau. Không người ta mua mất là không có gì mà quay cho bạn xem. Ôi con này là có, ở đây có một con này thì là nó thành hố bên trong các bạn này. Đó, hố rất là sâu luôn. Đó. Có nghĩa là có mỗi một phiên thì nó có sẽ có những cái con nó khác nhau, và có những con mà phiên trước vẫn còn đây này, như chỗ này là có những cái con này phiên trước vẫn còn đấy các bạn này. Đó. Còn bên này nữa các bạn này. Còn bên này. Còn bên này là cũng là con của lần trước này, chưa bán được các bạn ạ. Đó. Đằng sau thì là cũng có nhiều lỗ các bạn nhá. Đó. Sau khi mình quay xong một phân cảnh ở đây thì mình sẽ chọn cho các bạn. Mình sẽ lấy cho các bạn đấy các bạn nhá. Đó, những bạn nào mà đã lên lịch hẹn với mình hôm nay này. Hôm nay là có rất nhiều các bạn đặt lịch hẹn với mình. Và mình hôm nay là khá là nhiều việc để lấy cho các bạn ạ. Nhưng mà vẫn phải hoàn thành một cái clip để cho bạn xem về diễn biến
chợ lan rừng cây cảnh ngày hôm nay xem có những loại nào. Đó, các bạn yên tâm là hàng hóa nó sẽ rất là chuẩn, chính xác 100%. Thích con nào thì các bạn có thể là alo, gửi hình ảnh trực tiếp cho mình. Đó. Này con này cũng là gỗ rổi bạn này, đó một cái gỗ lũa rổi. Đó, trong này rất nhiều hầm hố bạn nhá. Đó. Rất nhiều hầm hố luôn các bạn này. Đó, cho máy tận bên trong các bạn này thấy này. Hầm hố. Thế bà để cho con hai con nhá. Vâng, con xuống con. Con này thì khá là to các bạn nhá, con này cao tầm 90 phân. Và nó rộng tầm 70 phân các bạn này, rộng 70 80 phân ấy. Đó. Vâng, thì ba bảo con này là hiện tại chưa có ai lấy các bạn này. Đó. Các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể chụp màn hình lại nhá, gửi hình ảnh cho mình. Chắc là tí nữa con xuống. Anh ở đây là cũng là rồi luôn đấy à? Vâng vâng ạ. Cây dâu. Vâng. Cây gì ạ? À? Cây dâu. Vâng. Cây dâu à? À dâu có quả ăn còn ngọt đấy à? À cây dâu. À, con này là cây dâu, bạn này nó giống kiểu cái sừng hiêu ấy. Vừa nãy là có một khách Hà Nội người ta lấy một cái lu gỗ lụa vào một cái lu rồi. Lu kháo vào một cái lụa. Lu kháo vào một cái lụa gỗ lụa rồi. Đó, chỗ này còn những cái con này. Mình cóc con ếch các bạn này. Đó. Cóc ếch các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, con này là như kiểu con chó các bạn ạ. Đó, con cóc con ếch. Nói chung là hôm nay là toàn bộ cái gian hàng các bạn này. Đó. Hàng hôm nay là có bằng này các bạn nhá. Nó không phải là quá là nhiều nên là các bạn nào mà lấy con nào thì có thể là chụp màn hình lại để mình tìm một con nó cũng gần. Nếu mà phiên này họ chưa bán thì lần sau mình lấy cho bạn con đấy. Còn nếu mà bán rồi thì mình sẽ tìm cho bạn một con nó kiểu la lá như thế, gần tương tự như vậy các bạn ạ. Nói chung là cái đồ này nó nhiều con nó cũng giống nhau ấy. Đó. Cái con này là khá là cao bạn này. Đó. Con này cao 80 phân, 80-90 phân các bạn ạ. Đó. Rất nhiều lỗ được bạn nhá. Đó. Đó. Con này cũng cao bạn này. Con này cao trên mét các bạn ạ. Con này cao tầm 1,5 mét các bạn nhá. Đó. Mình cao 1m gần 7 mà nó cái nó cao này mà. Cao gần 1m6 các bạn ạ. Đó, mấy con này là khá là cao luôn. Và bây giờ tranh thủ quay trước các bạn không tí nữa người ta bốc đi mất là hết cái quay cho bạn. Mình quay xong thì mình sẽ bắt đầu mới lấy cho các bạn những người mà đã đặt hàng với mình ấy. Những người mà đã có lịch hẹn hôm nay. Đó. Các bạn lưu ý nha, mình đã đăng status lên Zalo ấy. Thì các bạn để ý là khi nào mình thông báo là lịch hẹn trên chợ ấy vào ngày chủ nhật thì các bạn để ý Zalo nhá. Thì hôm đấy là mình sẽ làm việc trực tiếp với các bạn. Thì hôm đấy là mình sẽ làm việc trực tiếp với các bạn. Những hôm mà mình đặt lịch hẹn với các bạn ấy. Mày phải chở hết cái đấy đi. Nặng quá. Bây giờ sang bên này các bạn ạ. Phân cảnh ở đây thì quay tầm khoảng 10 phút được các bạn nhá. Đó. Con nu kháo bạn này khá là đẹp luôn. Con này hình giống cái bình chai lọ các bạn này. Đó, giống cái bình cái chai. Con này là một cái mặt. Nói chung là nu kháo nó chỉ được như thế này các bạn ạ. Còn các bạn nào mà thích đằng sau nó có cái lỗ hay là có cái hố hầm hố đằng sau thì bạn có thể về tự chế lại nhá. Đấy. Chỗ này là một con nữa các bạn này. Con này thì như tổ ong luôn. Còn một con này người ta để lằm bạn này. Đó. Có cái nào to như này dài không? Con này là dài. Anh ơi, cho nó đứng lên được không? Nó chỉ lằm này thôi à? Nhưng mà nó mỏng hơn cái này. Mỏng hơn nhiều không? Chắc chỉ trong này nó lằm nào. Đó. Tầm này được không? Cái này người ta cũng đang mua bán, quan đang trao đổi mua bán. Hôm nay là có bằng này hàng các bạn nhá. Bằng này những sản phẩm. À đây, có chú đang mang về các bạn này.
đi lên, nếu lên thì về nhà thì em phải tố. Nhà em ở đâu? Chú bỏ xem nào. Đó, con này nó cũng là rổi các bạn này. Đó. Vừa mới bỏ ra tung từ trong túi rồi. Trong khi còn một hai con nữa. Nói chung là hàng chỉ có bằng này thôi các bạn nhé. Nhưng mà rất nhiều người đặt các bạn ạ. Đó, mà có những cái con này to này. Con này cực kỳ nhỏ to luôn. Con này quá là to. Ôi, con này thì nặng này. Chắc phải đến. Ôi, con này thì sao mà chở được. Con này nặng là 50 cân các bạn ạ. Ôi, quá là to các bạn ạ. Đó, con này thì có lẽ là mình quay sơ sơ rồi. Đó, thì lên giờ là mình quay cho bạn xem một cái khu vực này rồi các bạn ạ. Cái kia của em nó to là cái rất nhiều các bạn nhá. Đó. Và người ta đang trưng bày ở đây các bạn ạ. Nhớ đo cái chiều ngang là nó sẽ được bao nhiêu nhá. Có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau. Đó, chỗ này là có cái lu kháo bằng cái bình các bạn này. Đó, giống như cái bình các bạn này, cong cong lõm lõm. Lõm lõm này bạn. Đó. Chỗ lõm chỗ lồi nó phình ra. Nhìn khá là đẹp bạn nhá. À, bên trong này chú là có những cái nhỏ nhỏ đó. Có. À, đây là những cái nhỏ nhỏ. Có những cái nhỏ nhỏ, có những cái to to các bạn ạ. Lụa rồi các bạn nhá, có lụa rồi. Đó, đây là cái dâu các bạn này. Cây này là khá là cao. Đó. Thôi bây giờ là mình xin kết thúc cái phân cảnh nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào trong khu vực chợ lăn rừng cây cảnh. Đó. Để tiếp tục lên cho bạn xem về tình hình diễn biến ở chợ lăn rừng cây cảnh hôm nay là có những cái loại gì. Và có nhiều loại lan mới đến chợ không các bạn nhé. Đó. Như lúc trước mình bảo là bây giờ mình sẽ đi ra khu chợ lan ấy. Đó, nhưng mà trước khi đi thì mình quay qua một vòng cho bạn xem nhá. Đó. Khu vực mà bán gỗ lũa các bạn ạ. Như cái thời gian đầu mình mới tiếp xúc vào cái khu vực này ấy, nên là mình chưa hiểu rõ lắm, chưa gọi chính xác tên của nó là như thế nào. Thì ở đây thì đồng bào người ta nói, kiểu họ nói, họ không nói rõ ấy. Nên là gỗ lũa thì họ cứ nói là gỗ lũa, nên là mình cũng thật sự là ban đầu mình cũng không biết, nên là người ta nói thế nào thì mình cũng nói như vậy thôi. Đó, và sau này thì các bạn có đóng góp ý kiến là tên nó chính xác và tên chuyên ngành của nó là gỗ lũa các bạn nhá. Đó, bây giờ mình cứ gọi như vậy các bạn nhá. Đó, cái gì cái mới đầu còn bỡ ngỡ mà cần phải học hỏi trao đổi thêm. Đó, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đóng góp ý kiến cho cái nội dung chương trình của mình. Thì trước khi đi thì mình quay qua một vòng các bạn ạ. Đó, và như mấy con này là mình đã lấy cho khách các bạn này. Đó, mấy con này mình đã lấy cho khách rồi các bạn. Mấy con này mình đã lấy cho khách rồi các bạn nhá. Đó, một số bạn ở trong miền Nam đặt mình đã lấy những con này rồi. À, bây giờ mình cứ để đây để cho đẹp các bạn ạ. Đó, và đồng thời là cũng quay mẹ một lượt nữa để cho bạn xem cho nó đẹp nhất. Đó, à, con này đẳng cấp các bạn này. Đó, những con này là đã lấy xong rồi các bạn nhé. Đó, còn những con này là con to là chưa có người lấy các bạn này. Các bạn nào thích con to thì là các bạn alo cho mình nhé. Chụp màn hình đó. Còn một con cao nữa các bạn này. Đó, con cao này cũng vừa mới ra thôi. Con này cao 1m4 này, hình tròn. Đó, cao hình tròn đẹp tuyệt vời các bạn ạ. 3m4 gỗ lũa các bạn nhá. Chất liệu của nó là từ gỗ rổi, đây thân cây rổi các bạn ạ. Còn quả này cũng là thân cây rổi các bạn ạ. Quả này cũng bán mấy phiên rồi nhưng mà chưa có người mua các bạn này. Quả này là có một anh ở Sài Gòn đặt, nhưng mà cái kích thước của cái phòng của anh muốn đặt cái bàn của anh thì nó hơi bé so với cái con này cũng vừa cái bàn của anh lấy, nên là con này là tạm thời là nghỉ các bạn nhá, cho người khác lấy. Bên này còn mấy con nữa các bạn này. Con này là con cũng khá là to cao này. Và đây là đầu sau lưng của nó các bạn này. Đó. Đó, sau lưng của nó các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tiến vào trong chợ lan các bạn nhá. Đó. Để lên các bạn xem, và đồng thời cũng lấy một ít hàng đấy nữa, lấy ít lan cho gửi cho các bạn ở trong miền trong.
Rồi xong một lúc chọn lựa rất là nhiều gốc cây vô lúa cho các bạn ở trong Sài Gòn, thì bây giờ mình đã xong ở khu đấy các bạn nhá. Bây giờ mình đang tiến vào khu chợ Lan các bạn ạ. Đó, cũng mất khá là nhiều thời gian chọn cho các bạn hết sức là cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết những cái con gỗ lúa mà các bạn yêu cầu. Các bạn thích con nào các bạn có thể là gọi Zalo trực tiếp cho mình này, chụp màn hình video này và gửi cho mình để mình chọn con như thế cho các bạn nhá. Đó, nói chung là mình chọn rất là cẩn thận và kỹ lưỡng cho các bạn, làm sao cái uy tín chất lượng là hàng đầu các bạn ạ. Bây giờ mình phải nhanh chân tiến vào chợ Lan các bạn nhé, không thì là nó cũng hết mất. Không biết là hôm nay là chợ Lan có những cây lan nào các bạn ạ, xem có đẹp hay không. Đó, theo đúng lịch hẹn là hôm nay mình lên trên này mình lấy một ít lan, một ít cây cảnh gửi vào trong kia cho các bạn nhé. Đó, sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình đã đến cái khu vực chợ Lan rồi. Không hiểu sao là phiên nào cũng như phiên nào có một cái ô tô này nó cứ đậu đây này, không hiểu cái gì luôn. Đó, đây là toàn bộ cái khu chợ Lan các bạn này. Đó, lại có ô tô đậu ở đây nữa, chiếm khá nhiều chỗ của bà con ở đây. Hôm nay là cũng có khá nhiều lan các bạn này. Đó, đó, người ta để trên cả trên cái ô tô các bạn này cho người, khách người ta xem. Đó, ô tô mà người ta đặt cả lên trên này. Đó, đây có những gốc địa lan các bạn này, địa lan cao các bạn này. Đó, địa lan cao và địa lan thấp. Địa lan cao tức là hoa của nó trên cao các bạn này. Đó, địa lan thấp thì là hoa của nó dưới thấp các bạn nhé. Đó, chỗ này là lan hoàng thảo long nhãn các bạn này. Đó, nó có kiểu dáng như này. Nói chung là lan thì có rất nhiều loại, vô số loại các bạn ạ. Chỗ này là có một giỏ hoàng thảo tam bảo sắc các bạn này. Đó, tên của nó khá là dài, rất là đẹp các bạn nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc, hoàng thảo đốt trúc, hoàng thảo long nhãn. Nói chung là lan nó có rất nhiều loại. Như cái video là trước mình lên cho bạn xem đây, thì mình cái đấy là mình nghe người dân ở đây người ta nói, người bán hàng người ta nói đây là hoa lan đông tu đá, thì mình cũng nói như vậy thôi. Còn sau khi mà được các bạn đóng góp ý kiến và có tham gia bình luận thì mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chính xác cái hoa này gọi là hoa hoàng thảo tam bảo trúc. Đó, rất là đẹp các bạn nhá. Hôm nay thì có bằng này các bạn ạ, không có nhiều, có hai giỏ thôi. Đó, người ta trưng bày ở đây các bạn ạ. Đó, hoàng thảo tam bảo trúc rất là đẹp các bạn ạ. Hoa nó nhỏ, lá nó nhỏ này. Đó, còn gốc này, gốc địa lan này các bạn này, địa lan này người ta để có cả rễ các bạn này, gốc có rễ các bạn này, này cũng dễ sống dễ trồng các bạn ạ. Đó, gửi trong Sài Gòn thì gửi nhanh thôi, trong vòng 3-4 ngày gì đấy. Đó, tiếp tục bên này những gốc địa lan các bạn này. Đó, cây này là cây hoa gì hả em? Cái đấy là cái thuốc vàng. Thuốc vàng chứ cái gì? Vâng, cái thuốc vàng. Chưa gì? Chữa bệnh người nó bị vàng vàng ấy, cho vàng nấu vào thịt gà, thịt lợn. Chữa vàng da á? Trước như kiểu là mình gảy và mình bát của mình là chân tay nó vàng. Cây này là cây thuốc chữa... chữa vàng da các bạn này. Đó, mắt vàng, da vàng các bạn này. Thì cái này là lấy củ nên nấu hả em? Vâng. À, cái này lấy củ nên nấu các bạn nhé, nó có củ. Nấu canh các bạn ạ, nấu hầm xương ăn các bạn nhé. Nấu canh, nấu thịt lợn, rồi nấu, nói chung là hầm xương nấu canh. Chữa bệnh vàng da các bạn ạ. Đó, còn chỗ này là quả dứa rừng các bạn này. Đó, quả này bây giờ hiếm lắm các bạn nhé. Cái này chủ yếu là chữa đau dạ dày các bạn này. Đó, đun lên uống. Đó, đun nước sắc uống các bạn nhé. Đó, dứa rừng nó rất nhiều gai luôn, nó khác với dứa ta rất là nhiều. À, ngoài ra thì là khu vực này là toàn là cây địa lan các bạn này. Đó, và có một loại nữa đó là thất diệp nhất chi hoa các bạn này. Đó, nhưng loại này loại mấy lá xem nào. Hai loại tám lá, hai cây, hai cây hai loại khác nhau, loại tám lá tám lê và loại bảy lá bảy lê các bạn ạ. Đó, loại cây bên này là 7 lễ các bạn này, 7 lá. Còn cây bên này to hơn là cây 8 lễ 8 lá các bạn này. Nó có một bông hoa gọi là cây thất diệp nhất chi hoa các bạn nhé. Cây này rất là quý các bạn ạ. Đặc biệt là cái củ của nó thì nó càng già càng nhiều khấc. Nó mới một năm ra một khấc và cái củ đấy nó rất nhiều tác dụng. Ví dụ như là kháng khuẩn này, kháng virus cúm này, chữa hen suyễn các bạn ạ, giảm ho, chữa hen suyễn này, tăng cường sức đề kháng này, chống sưng phù lè các bạn ạ, giảm sưng phù lè. Đặc biệt là nó ức chế sự phát triển của tế bào ung thư các bạn nhé. Đó,
nói chung là nó có vô số tác dụng nên là mình chỉ liệt kê ra một số các loại tác dụng cơ bản như thế thôi. Ngoài ra các bạn nào mà muốn biết thêm tác dụng của nó nhiều hơn nữa thì các bạn có thể là vào lên trên mạng các bạn tra cứu các bạn nhé. Nói chung là nó có nhiều tác dụng và đó là một số những tác dụng cơ bản như vậy đó. Còn bên dưới là phi tập vàng các bạn này đó, phi tập vàng thân nó thả thong thõng các bạn này đó. Bên cạnh nữa là phi tập tím các bạn này, đợt này nó hết hoa các bạn ạ. Cái lứa hoa trước thì đã rụng rồi các bạn nhé, bây giờ đang ra mầm và chuẩn bị ra cái lứa hoa tiếp theo các bạn ạ. Bên cạnh nữa là lan vẻ rồng các bạn này đó, nó mọc ở trong cái mọc ở cái khúc gỗ các bạn nhé đó, lan vẻ rồng đó, thất lan vẻ rồng này, phi đẹp tím, phi đẹp vàng đó. Ngoài ra chỗ này có một cây táo mèo các bạn này đó, táo mèo đã trồng sẵn trong cái chậu rồi. Bạn nào lấy thì bạn có thể alo cho mình các bạn nhé. Nhiệm vụ ngày hôm nay là mình đi tìm một số cây lan cho các bạn này và cây táo mèo nữa. Thì đây có một cây rồi, đánh dấu ở đây các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ quay lại mình lấy. Bây giờ cứ đi hết một vòng các bạn ạ, xem hôm nay chợ lan có những cái loại gì. Đó, bây giờ phải đi nhanh các bạn ạ, không thì người ta bán hết các bạn nhé. Đó, sang bên này là lấm các bạn này, lấm rồi là gốc hồng các bạn này. Đó, lấm linh chi các bạn ạ, linh chi đỏ. Đó, cái này nó có rất nhiều tác dụng các bạn nhé, như là trị bệnh cao huyết áp này, hỗ trợ ngăn chặn các bệnh về mạch vành này và các bệnh về tim mạch này đó, phòng chống đột quỵ này, xuất huyết não này, chống oxy hóa này, giúp trẻ lâu các bạn ạ, chống thắt ngực này, đau ngực này, cánh chống ngực các bạn nhé. Nói chung là nó có rất nhiều tác dụng các bạn ạ. Và ngoài ra thì nó có một tác dụng nữa là ức chế sự phát triển của các tế bào khối u các bạn nhé. Đó, tức là nó có tác dụng là phá tan khối u các bạn ạ, và nó hỗ trợ bệnh tiểu đường nữa. Nói chung là nó có nhiều tác dụng đó các bạn nhé. Đấy là mình chỉ liệt kê ra một số loại tác dụng như vậy thôi. Đó, bạn nào mà lấy thì bạn có thể alo cho mình nhé. Lấm linh chi các bạn ạ, đó, rất là nhiều luôn. Đó, ngoài ra đây là những gốc hồng cổ, hồng leo các bạn này, đó người ta cũng bày bán đây các bạn nhé. Đó, cây táo mèo các bạn này, cây táo mèo này có rễ không mà chú? Có rễ không ạ? Vâng, cây này cứ để cho cháu, thì cháu quay lại đấy nhá. Cháu có đang cần lấy cây nhỏ nhỏ thôi. Đó, vừa quay vừa dặn chủ hàng người ta để lại cho mình, không người tính là quay lại là hết các bạn nhá. Đó, rồi là lan phi đẹp các bạn này, hoàng thảo thân trúc các bạn này đó, hoàng thảo thân trúc thì là vâng, cây củ này để ngâm rượu tốt hả chú? Củ này là tên là gì ạ? Không biết tên nó đâu, mà cái này thì có phải tên là củ 30 không? Nói chung là cây này là theo chú bảo là cây này là đi vệ sinh nặng này, vệ sinh nhẹ này mà nó buốt các bạn ạ, buốt ở cái bộ phận đấy. Đấy thì là đi vệ sinh nặng thì là buốt ở bộ phận môn này, còn đi sinh nặng thì là buốt ở cái bộ phận sinh dục của nam của nữ này. Thì các bạn lấy cái này là uống các bạn nhá, đun lên uống. Rất là tốt các bạn ạ. Đó. Đây là cây lan nọng các bạn này, đó. Lan nọng tím các bạn nhá, lan nọng trắng và lan nọng tím. Như lần trước thì là mình có quay một clip ở đây thì là hỏi mấy anh ở đây thì các anh bảo là lan lộc đó, nhưng mà kiểu là người Mông người ta nói không sõi, không nói rõ tiếng Kinh sõi, xong là người ta nói thành lan lộc các bạn ạ. Đó, mình cũng nói theo rồi và cũng nhận được rất nhiều ý kiến của các bạn có bình luận lại là đây là lan nọng các bạn nhá. Đó, nọng tím và nọng trắng, tên chính xác là như vậy. Còn nhiều khi là mình ra chợ thì mình cũng chưa biết được hết các loại lan nên là phải học hỏi, cũng nhờ các bạn chỉ bảo học hỏi thêm các bạn nhá. Đó, lan nọng các bạn ạ. Đó, vâng, đặt cái gốc cây táo mèo đấy nhá, cho đặt gốc táo mèo đấy thì quay lại cho lấy. Đây là những cây xì nước các bạn này. Đó, xì nước này là cũng có một số bạn là nhờ các bạn nhá, nhờ lấy tí nữa mình quay lại lấy. Bây giờ mình quay sơ qua một chút các bạn ạ, cho bạn xem nắm bắt được tình hình hôm nay là chợ đang diễn biến như thế nào. Đó, chỗ này là người ta đang mua lan các bạn này. Em ơi, đây là gọi là lan gì? Kiều lan à? Vâng. Kiều lan đây là kiều lan vàng. Kiều lan vàng à? Vàng ấy thì không đẹp như các màu khác. Kiều lan vàng các bạn ạ, không phải kiều lan tím. Đây là lan gì hả anh ơi? Đuôi cáo. Đuôi cáo, đuôi chồn, đuôi cáo là thích. Đuôi cáo. Đây là đuôi cáo. Lan đuôi cáo bạn nhá. Đây cũng có một gốc lan đuôi cáo bạn này. Đó. Rồi đang ra hoa đẹp chưa? Hoa tím đẹp long lanh các bạn này.
gan nuôi cá các bạn nhé. Đó, gan nuôi trồn thì nó bông nó nhỏ hơn quả đạo và nó dài hơn. Đó, hai cái loại lan này nó tương tự nhau nhưng mà đôi cáo thì nó ngắn hơn một chút này, bông to hơn, còn đôi trồn thì nó sẽ dài hơn. Đó. Kiều lan vàng hả chú? Kiều vàng, lan kiều vàng. Đó. Người ta đang bán rất là tích cực các bạn ạ. Chị ơi, chị mua cây này đi à? Cô mua cây này đi à? Đây là lan trồn đúng không? À lan không hình như là lan gì? Đuôi cáo, đuôi cáo. Có thể bao tiền ở anh? 200. À 200. 100.000. Ok. Đó. Lan đuôi lan đuôi cáo các bạn nhá. Đó. Đuôi trồn này dài hơn, đuôi cáo thì ngắn ngắn như này và rất là đẹp màu tím các bạn này. Người ta bán rất là tích cực. Đó. Cái lan bao giờ cũng là sôi nổi nhất các bạn nhá. Đó, chú mua gốc địa lan hả chú? Địa lan hả chú? Địa lan này là hoa màu gì hả chú? Màu tím. Màu tím, địa lan tím. Đó. Và bây giờ mình tiếp tục mình di chuyển lên trên này các bạn nhé. Di chuyển lên trên này tiếp tục là mình thấy những cây xi lước các bạn này. Đó. Xi lước rồi là địa lan các bạn này. Đó. Địa lan. Rất là nhiều luôn. Đó, hôm nay là một clip nóng, đi nhanh nhanh các bạn ạ. Bởi vì hôm nay mình còn có rất nhiều việc nữa, phải lấy hàng cho các bạn nên là mình sẽ đi nhanh nhanh các bạn nhé. Đó. Đó, củ dái nghiến các bạn ạ. Đó. Tức là những loại tầm gửi mọc ở cây nghiến các bạn nhé. Đó. Cái này là chữa đầu xương khớp rất là tốt các bạn này. Đó. Rồi là xâm đất các bạn này. Đó, xâm rất nhiều tác dụng rồi. Rất nhiều thể loại đây các bạn ạ. Đó, đây cũng tầm gửi nghiến các bạn này, dài nghiến các bạn nhé, đây cũng là dài nghiến các bạn nhé. Và chỗ này là lan kim tuyến lá đỏ các bạn này, mình thì mình đang tìm kim tuyến lá xanh các bạn ạ, cho khách yêu cầu. Đó, đây cũng là gốc địa lan các bạn này. Đó, địa lan thấp các bạn ạ, no rừng các bạn này. Đó, nó dừng cái này là ăn nó chua chua, khi nào chín thì ăn ngọt ngọt các bạn nhé. Cái này các bạn lấy về ngâm rượu rất là tốt rồi, uống rất là mát các bạn ạ. Đó, loại nho rừng như này, nho rừng nhá. Đó, xanh thì nó ăn nó hơi chát chát, chín màu thành màu tím thì ăn nó ngọt ngọt các bạn ạ. Địa lan các bạn này rất là đẹp luôn. Đó, hoàng thảo tam bảo trúc các bạn này. Đó, rồi chỗ kia là những cái cây thất diệp nhất chi hoa, vừa nãy mình quay rồi cho bạn xem rồi. Đó. Đó, sang bên này là hà thổ ô bạn này. Đó, bán khá là nhiều đây, chữa chống bạc tóc sớm bạn nhé. Đó, làm cho tóc đen trở lại này, xanh tóc đẹp da bạn ạ. Đó, hà thổ ô bạn nhé. Bạn nào mà lấy thì alo cho mình, chủ yếu là chữa bạc tóc này, làm cho tóc xanh trở lại, đẹp trở lại này và làm đẹp da bạn ạ. Đó, hà thổ ô. Đó, tiếp tục bên trong này bạn ạ. Bên trong này là người ta bán rất là nhiều những loại cây cảnh các bạn này. Ô, em ở đây là củ gì đấy em? Hả? Đây là củ me gà anh ạ. Củ me gà? À, củ này nó chứa cái gì em? Cái này củ me gà mang về lùa sao là ra ăn đi, ăn như hạt dẻ. Ăn như gì? Ăn như hạt dẻ. Ăn như hạt dẻ? À, nó ăn tương tự như kiểu hạt dẻ hay là củ me gà. Đó. Em ơi, cái này của em à? Cái này anh hỏi một chút là để khô nó có dụng không? Hả? Để khô nó có dụng không? Treo lên các bếp thì nó khô nó có dụng quả xuống không ấy? Ý anh đang hỏi là bây giờ rất nhiều các bạn hỏi là quả này thì khi mà mình để khô ấy, để khô thì nó có dụng ra không? Không dụng ra anh ạ, nó cứ treo như thế này là không dụng ra. Nếu là treo ra thì mình phải nó mới dụng ra anh ạ. À, bảo đảm nhá. Bởi vì cái này cũng có nhiều người đặt mà. Có bánh nghiến không? Và họ muốn để cả cái chuồng này mình treo lên trong nhà cho đẹp ấy. Cái này anh mang về anh lấy một cái dây mua vào treo vào xung quanh thì nó không dụng. Không dụng, chính xác là không dụng nhá. Bởi vì anh còn lấy cho khách có đặt như thế mà. Họ đang hỏi xem là nó có dụng không thì họ mới lấy. Chắc chắn là không dụng. Ừ, ok rồi, rồi để anh lấy sau. Quả thảo quả các bạn này. Đó, quả thảo quả các bạn nhé.
Đó, cái này thì là mình cũng có hỏi em bán hàng đấy rồi thì nó không dụng bạn ạ. Các bạn cứ để này cho nó khô này. Khô treo lủng lẳng trong nhà rất là đẹp bạn ạ. Cái này vừa đấy mình có sơ qua rồi nên là quả mè gà. Quả mè gà các bạn ạ, cái này thì ăn như kiểu hạt rẻ ấy. Và cái góc bên kia cũng có rất là nhiều bạn ạ. Đó. Đó, mình quay bạn xem cái kỹ một chút cái thùng thảo quả này. Bởi vì nó có nhiều người đặt hỏi xem là cái này nó có dụng không thì trả lời chính xác với các bạn là quả này nó không dụng bạn nhá. Cứ treo này thôi, khô nên nó các dính vào nhau này. Nó cứ dính nhau như này này thì khô nó cũng không dụng. Đó. Hầm quá này, hầm cổ quá này. Đó. Ngoài cái này là cái gì? Em ơi cái này là cái gì đây em? Bà ơi, cái này là củ gì bà? Ôi, cái này có củ. Này em ơi, đây là củ gì? Mật gấu à? Giới thiệu của bạn đây là củ mật gấu bạn nhá. Củ mật gấu bạn này, đó, rất là to bạn nhá. Cái này là chữa đau lưng xương khớp bạn nhá. Và các chị em nào mà mới sinh em bé thì dùng cái này cũng rất là tốt bạn này. Bằng cách là đun lên uống bạn nhá. Đó, đun sắc lên uống bạn ạ. Hồi phục lại sức khỏe các bạn ạ. Đó, hồi phục lại sức khỏe. Còn nam nào mà uống được rượu thì bạn có thể là ngâm rượu của bạn nhé, ngâm rượu uống vừa uống được vừa xoa bóp được các bạn ạ, đau lưng xương khớp. Đây là bạn đã mua được đi chợ rất nhiều khách đến đây mua bạn ạ, khách đến đây rất là nhiều luôn, các nơi đổ về chợ bạn ạ, đặc biệt là khu chợ Lan này để mua hàng hóa bạn nhé, mua lan rồi là mua các loại cây ở đây. Đó. Đó, như chị kia đang mua một cốc cây thắng cố bạn này. Đó, tiếp tục mình di chuyển lên trên này. Bên này cũng có một số loại nữa. Đó. Lưu kháo bạn này, lưu kháo thì là lúc trước ở ngoài cổng mình quay cho bạn xem rồi, một số loại lưu kháo rồi. Đó. Đây là những cái lưu kháo nó nhỏ hơn các bạn nhá. Một loại lưu là kháo đỏ và một loại lưu kháo vàng các bạn này. Đó. Đó, tức là cái phần của cái thân cây kháo nó phình ra bạn ạ. Đó. Rất là đẹp bạn nhá. Rồi, chỗ này bây giờ bắt gặp được bạn ạ. Đây là lan kim tuyến các bạn này. Cái loại này cực kỳ là hiếm luôn. Và mình bây giờ đang tìm cái loại là lan kim tuyến lá xanh các bạn ạ. Đó. Lan kim tuyến các bạn nhá. Rất là đẹp các bạn ạ. Bên trước mình tìm thì cũng có nhưng mà tôi chỉ lướt qua thôi. Bên này mình nhìn kia này, lan kim tuyến các bạn nhá. Đó. Hoa nó rất đẹp. Hai chậu ở đây. Đó, đây là những sâm đá bạn này. Đó. Các bạn mà lấy loại nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá. Đó. Anh ơi, đây là cây gì đây anh? Thông đỏ. Thông đỏ à? Chỗ này có một gốc cây thông đỏ bạn này, người ta mang lên người ta bán đấy bạn nhá. Ai có nhu cầu lấy thì lấy về làm đồ trang trí các bạn này. Đó. Gốc cây thông đỏ. Đó. Này là một ít lan lọng các bạn này. Đó. Và nó ra hoa li ti như thế này. Đó. Rất là đẹp các bạn nhé. Đó. Lan lọng mà lúc trước thì mình quay cho các bạn này. Có thân hình của nó rồi và lá của nó thôi. Và lá của nó thôi. Còn chỗ này là có cả hoa các bạn nhé. Đó. Hoa lan lọng này. Rất là đẹp các bạn nhé. Đó. Và tiếp tục chỗ này là khu rau mèo các bạn này. Đó. Dao mèo có rất nhiều loại dao mèo. Bạn nào lấy loại gì thì bạn có thể alo cho mình nhá. Dao nhọn này, dao chặt, dao thái này. Để có thể loại. Đó. Và đến ra đến khu này là hết các bạn ạ. Ra đến khu vực bên trong này là khu vực người ta bán chỗ này con chó bạn này. Đó, chỗ này là có một con chó. Với cả bán mỗi ít dép ở đây, chỗ này là bán những cái đồ linh tinh đấy các bạn này. Đó. Rất nhiều luôn. Chỗ này người ta bán một loại chim các bạn ạ. Anh cái này là chim gì đây anh? Sáo à? Một lồng chim sáo các bạn ạ, rất là nhiều chim sáo luôn. Đó. Đang ăn rất là tích cực các bạn nhá. Đó, chim sáo. Đây là chim sáo hả? Một lồng chim sáo người ta bán rất là nhiều bạn ạ.
người ta vừa cho nó ăn này cho khách người ta xem là ăn cũng rất tích cực. Đây có một con chó, chỗ này có một con chó rất là to bạn này. Và chỗ này mình thấy có một loại nữa là loại thất diệp nhất chi hoa bạn này. Đó. Cây này khá là cao, cây này cao tầm 1m8 bạn nhá. Đó. Cực kỳ là cao luôn. Đó. Củ nó đây các bạn này. Nó củ nó đây bạn nhá. Đó luôn là khu ngoài này. Mình các bạn thấy là đường rất là đông qua này. Cái chỗ đi bạn nào người ta đến để người ta đi mua bán, đi chơi trọ rất là đông luôn. Đó. Tắc đường các bạn nhá. Khu này. Ở đây có một loại nữa quả quả dâu da rừng các bạn này. Đó. Chặt quá chỗ này, chặt quá. Dâu da rừng các bạn nhá. Đó. Ta bán hàng hàng gùi, hàng gùi này. Cái này là trên rừng các bạn ạ, nó mọc ra như kiểu quả sung ấy, mọc từ thân ra này, rất nhiều luôn. Các bạn thấy là quả sung nó mọc từ thân ra thì cái loại quả này cũng như thế các bạn nhá. Mọc từ thân ra các bạn ấy phải ngâm rượu ăn. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Quay quay đều đều đấy nhỉ. Vâng. Đó. Cái này là hàng ngọt, phải là hàng chua. Vâng, cái này ăn rất là ngọt các bạn. Cái loại này thì ăn rất là ngọt các bạn nhá. Đó. Dâu da rừng. Đó. Ở đây các bạn có thể thấy là toàn bộ khung cảnh ở khu vực chợ lan rừng cây cảnh các bạn này. Đó. Và thì lấy giờ mình đã được bạn đi khám phá trải nghiệm cái khu chợ lan rừng cây cảnh từ khu ngoài cổng này, khu vực bán những loại cỗ lúa này và khu vực bán lan rừng cây cảnh, và bây giờ mình đang tiến vào trong này rồi các bạn nhé. Và đến đây mình cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn ạ. Một cái video nó cũng không phải là quá là dài nhưng mà vẫn đầy đủ chi tiết về cái khu vực chợ lan rừng cây cảnh thôi, để các bạn có thể biết được, cập nhật được tình hình ở chợ lan rừng cây cảnh này đang mua bán như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đi lấy một số loại cây cảnh lan rừng cho các bạn nữa. Và đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái thước phim này tại đây các bạn nhé. Tôi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Làng Giáo Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để xem các video tiếp theo các bạn nhé. Và các bạn có đặt các mặt hàng nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo, qua Facebook. Thì Zalo, Facebook này mình để hết trên màn hình rồi các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ rồi và có thể liên hệ trực tiếp với mình. Tôi chào các bạn nhé.